Luận giải vận hạn tử vi tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão 2023 nữ mạng. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng trong năm Quý Mão cho biết, thuận theo sự thay đổi của thời vận sao chiếu hạn tuổi, có thể thấy năm Quý Mão là một năm có nhiều điều không như mong muốn đối với nữ mạng sinh năm 1973. Tiền bạc tiêu nhiều vào làm ăn, công việc khó đạt được kết quả như tính toán trước đó. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023. Thiên can Mậu Thổ gặp năm Quý Thủy tương hợp tốt. Địa chi Ngọ gặp năm Mão phạm tứ hành xung xấu. Ngũ hành bản mệnh Hỏa gặp năm Kim là xung khắc xấu. Cung Khôn Thổ gặp năm Tốn Mộc tạo thành ngũ quỷ xấu. Sao chiếu mệnh sao kế đô tức thổ tinh xấu. Hạn thiên tinh xấu. Hạn tuổi kim lâu. Vận niên năm 2022, vận niên cẩu cuồng phong tức chó dại xấu. Tử trụ thiên sinh địa sinh tốt. Màu hợp tuổi trong năm 2023 của quý ba tuổi Mậu Ngọ, màu trắng, màu bạc, màu ánh kim. Tướng tinh xương con ngựa, tướng tinh con heo. Kết luận. Vận mệnh tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão nữ mạng cho biết sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng công việc làm ăn trong năm mới. Tuy nhiên, mọi việc đều có những trắc trở khó lòng đạt được thành quả đúng như kế hoạch đã định trước đó. Hơn nữa, cần chú ý tiền bạc có nhiều hao tán, chi tiêu nhiều cho kinh doanh làm ăn. Và chuyện tình cảm gia đình không tốt do có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Luận về sao chiếu mệnh đối với Mậu Ngọ trong năm 2023. Sao kế đô tức thổ tinh. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng. Tháng 3 tháng 9 bạo bùng, nhức tai đau óc khổng cùng sát thân. Giải nghĩa. Hung tinh thuộc ngũ hành thổ thường mang tới nhiều chuyện kém may mắn cho chủ mệnh, nhất là nữ mạng. Do đó tuổi Mậu Ngọ nữ mạng cần phải thận trọng trong chuyện tai nạn hay họa vô đơn chỉ trong năm Quý Mão. Cuộc sống khó tránh khỏi chuyện thị phi, tiền bạc hao tốn, tình cảm gia đạo không tốt nên cần phải đề phòng tan sự, đặc biệt kỹ nhất là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch. Luận về sao hạn, đại hạn thiên tinh. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời triệu tiếng, thình lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắt phải, già tai, ngục hình. Giải nghĩa. Nữ mạng Mậu Ngọ trong năm 2023 gặp sao hạn thiên tinh thì nên đề phòng ngộ độc hay bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Ngoài ra các bệnh liên quan đến thị lực, tiêu hóa, xương khớp cũng cần hết sức chú trọng. Tử vi nữ mạng Mậu Ngọ trong năm 2023 về hạn tuổi, hạn kim lâu. Do ảnh hưởng của hạn tuổi kim lâu nên chuyện tình cảm gia đạo của nữ mạng sinh năm 1978 trong năm Quý Mão có nhiều biến động, trong nhà thiếu hòa khí. Hơn nữa, khởi công xây dựng hay thay đổi nơi ăn chỗ ở cũng dễ gặp bất lợi. Luận về vận niên. Vận niên cẩu cuồng phong tức chó dại xấu. Báo hiệu một năm mới với cuộc sống sẽ phải đối mặt với nhiều điều bất lợi, nhất là phương diện ngoại giao hay kết bạn. Phương diện ngoại giao gặp nhiều bất lợi nên cẩn trọng bạn bè xấu lợi dụng hoặc đua đòi mà nảy sinh nhiều chuyện trái ý. Chú ý lời ăn tiếng nói trở nên nóng nảy mà gây chuyện hiểu lầm không đáng có. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên sinh, địa sinh. Báo hiệu năm mới đối với nữ mạng sinh năm 1978, trong công việc làm ăn thường chịu nhiều thua thiệt. Tính một đằng mà làm một nẻo, nửa tiền tài hư hao. Do đó cần chú ý trong cuộc sống có nhiều khó khăn phát sinh bất ngờ. Ngược lại, trong tình cảm gia đạo có nhiều chuyển biến tích cực, trụ về thêm người thêm của.
Năm 2023, nữ mạng Mậu Ngọ làm ăn hợp với các tuổi sau đây. Tuổi hợp kinh doanh đó là tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Nữ mạng Mậu Ngọ trong năm 2023 có nên động thổ làm nhà hay không? Theo luận giải tử vi năm Quý Mão, thì nữ mạng Mậu Ngọ do ảnh hưởng của hạn Kim Lâu nên việc khởi công xây dựng của nữ mạng trong năm Quý Mão có thể gặp nhiều bất lợi, trở về tiền bạc hao tán, tình cảm gia đình kém. Tổng kết, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 vận hạn cần phải đặc biệt chú trọng bởi ngũ hành can chi của tuổi với năm Quý Mão không có sự tương hợp lẫn nhau mà còn xung phá, vì thế rất khó tránh khỏi những sóng gió bất ngờ trong cuộc sống. Phương diện tiền bạc cũng có sự tiêu hao và hao tán nhiều vào trong công việc làm ăn do khó thu hồi được vốn liếng hoặc thất bại. Hơn nữa, sức khỏe của nữ mạng Mậu Ngọ trong năm Quý Mão cũng không tốt là mấy, cần đề phòng bệnh đường tiêu hóa hay va chạm xe cộ, tình cảm gia đình không mấy vui vẻ. Đặc biệt, nữ mạng cần phải chú ý vào tháng 7, tháng 10 và tháng 11 âm lịch trong năm Quý Mão.